hoa trang phục. Mình có ba rư tả. Ba rư tả đấy, chứ phải bán ba rư tả nha các bạn. Ba rư tả là gì đây? Là bôi, là sức đấy. Còn ba rư tả đây là nhanh. Còn này là ba rư tả, là bôi là sức. Còn ba rư tả, hai chữ bờ, đây là nhanh. Bôi lên. Thì ở đây chuyển về đuôi A do bị bắt quy tắc R trong ngôi bị mất đi. Thêm một cái R đằng trước. Cái này kết thúc bằng A, thêm A vào. Ba la, ba la hả? Ổn cú nghe tả cá hồi cho vương ứng. Ba la hoặc là ba la sơ hoặc là gì đây? Hãy ba rư xê. Ba rư xê hả? Ba rư xê hả? Ba la hả? Khi về ư xê thì không bị bóc quy tắc. Khi về đuôi ai vô thì bác quy tắc. Ba la sơ hả? Hay là gì đó? Ba la hả? Cái gì cũng được nha. Khi về đuôi gì thì yeah. Rồi hôm nay mình đã học nốt cái chủ đề ở chủ đề số số 7. Chủ đề số 6 thì là gì đây? Về cô Trang thì như cô nói đấy, mình học hết cái ngữ pháp đã học ở lớp 3 rồi. À, và ngữ pháp đơn giản thì học lớp 3 rồi. Hôm nay mình sẽ học chủ đề số 7. Chủ đề số 7 học 2 ngày, buổi hôm trước và buổi hôm nay. Thì là nó cũng nhiều ngữ pháp. Thứ nhất là gì đây? Mình học là ở mana ở nên chỉ tiếp tục. Và mình học là con ha tả, và tiếp theo hôm nay mình học là nên đê tả ca, và thêm một ngữ pháp, ngữ pháp coi như là một ngữ pháp phụ thêm nên nó cũng là một ngữ pháp chỗ e tả ca này này đó. Thay vì học gì đây, danh từ để vt tả ca rồi, thì chỗ này có một số trường hợp cô nói lại e tả ca nó thay thế cho in in t tả ca, ok. Nhưng bây giờ đối với e tà ca này, nó có một nghĩa riêng biệt của nó, đó là nó có nghĩa là vào hoặc là lên đâu đấy. Ví dụ như nó thường đi với tu tà là đặt lên đâu đấy, để lên đâu đấy, viết lên đâu đấy, bôi lên đâu đấy, vân vân vân. Đặt để, nó đi với những từ như thế. Đặt để này, sử dụng này, rồi cắm cặp kìm lên đâu đấy. Thì đây, nó đi với e tả ca này, coi như nó là một ngữ pháp đó, coi như là nó là một ngữ pháp. Tuy là cô viết phụ vào đây thôi, nhưng nó cũng là một ngữ pháp riêng biệt đấy nha các bạn. Ví dụ như là gì đây? Thay vì gì là trong một cái ví dụ như thế này, nó cũng mang có thể thay thế cho in tê tả ca. In tê tả ca là cái gì? Vừa là, các bạn mới nhớ, vừa là cái này và cộng thêm nữa là cái tiếp theo nữa. Ví dụ như hồi nãy cô nói đấy, anh này là bác sĩ, cộng thêm vào đó gương mặt là sáng sủa đẹp trai à, thì mình nói là gì đây? Là in tê tả ca được nha. Nhưng mình không nói là gì đây? Ổn quân e tả ca, rồi là nhà mẹ ươi xa e tả ca, rồi là ổn quân tô chạy xe khai dò, thì không được. Nó chỉ thay thế cho một số trường hợp, như là trường hợp này nó đi với danh từ chỉ địa điểm, nó đi với danh từ chỉ sự vật, nó đi đến với danh từ chỉ vật việc hoặc là địa điểm nơi chốn thì nó có thay thế. Còn nó đi với danh từ chỉ người, nó không thay thế được. À, cô danh từ chỉ người là ư sa bác sĩ, danh từ chỉ nghề nghiệp nơi chốn nghề nghiệp đấy, thì nó không thay thế được nha. Như hồi nãy ư sa đấy, ư sa thì nó không thay thế được. Ví dụ như về vật việc thì được nè. Ví dụ như cô nói là vừa làm việc nhà lại cộng thêm là việc công ty nữa nên rất là mệt mỏi chẳng hạn, thì cô có thể nói là chip ảnh in in e, chip ảnh in rồi thêm in cái nữa, chip ảnh in in tê tả ca, và cộng thêm nữa là gì đây? Là việc công ty nữa, huê sa in cả chi in in hề sơ cho nên là nổ mu. Hiểu từ đó. Nhưng cái này
mình dùng e tả ca cũng được luôn, tại vì nó là việc mà chip ảnh in, chip ảnh in e tả ca rồi thêm cái việc gì đó nữa, huê sa im cả chi hề so hề gia tệ sơ, họ phải làm việc công ty nên là nó mua hiểm tơ rồi à, cho nên là để phải nghe khỏi phải nhầm lẫn thì các bạn cứ nghĩ nó hai ngữ pháp đi, cứ nghĩ nó hai ngữ pháp đi đỡ phải nhầm lẫn nha. Nhớ ngữ pháp này cô ghi đấy, nó thường đi với gì đây, e đi tả ca, ban đầu cô đã ghi rồi, e tả ca này coi như là một ngữ pháp đi để khỏi các bạn phải nhầm lẫn. Danh từ đi với e tả ca này nó thường đi với danh từ chỉ này, thứ nhất nơi chốn, danh từ chỉ vật, việc, đồ vật đó, vật là gì đây, vật là tất cả đồ vật đấy, việc là công việc hoặc nơi thế nào đó, và là gì đây, địa điểm, nơi chốn đó, chứ nó không dành cho danh từ chỉ con người vân vân nhé. Đó, những cái này, những cái câu chuyện này. Rồi bài học hôm nay mình tạm thời kết thúc tại đây, tuần sau mình sẽ tiếp tục nha. Hôm nay cô sẽ gửi bài hai cấu trúc này cho các bạn. Thứ nhất, động từ đến từ đi với e tả ca, e tả ca à nhầm nhé, động từ đến từ đi với t ưng t tả ca và danh từ đi với in t tả ca, nó có nghĩa là gì đây, cộng thêm, thêm nữa hoặc thêm vào đó lại à. Rồi hôm nay tiếp theo cấu trúc nữa, danh từ đi với e tả ca có đôi lúc nó lại thay thế một số chỗ cho in tả ca, nhưng cũng có đôi lúc nó không thay thế được, nhưng nên cô chốt lại là ngữ pháp này là một ngữ pháp khác đi, ngữ pháp khác, ngữ pháp khác, cho nên là danh từ mà đối với e tả ca nó cộng với danh từ, nó chỉ cộng với danh từ chỉ nơi chốn, thứ nhất địa điểm, vật, việc, hết, và nó thường đi với nộp tả, nạp tả, ba rư tả, vân vân, thì cô ghi đó. Đó là tức là nghĩa gì đây? Làm cái gì đó lên đâu đó, làm cái gì đó vào đâu đó, đặt cái gì đó vào đâu đó, để cái gì đó vào ở đâu đó, viết cái gì vào đâu đó. Đó, nó có những danh từ, động từ thường đi với danh động từ đặc dụng, thì cô đã ghi hết rồi. Rồi, cho nên buổi học hôm nay kết thúc tại đây, cô đi đến đây thôi, hai ngữ pháp thôi. À, và ví dụ cô sửa cho hết các bạn rồi, thì hôm sau mình sẽ đi đến chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề số 8. Chủ đề liên quan đến là gì đây? À, sen hoa dơ ra trần bô sen hoa, đó là liên quan đến cái những cái hoạt động giải trí của mình. Thì hôm sau sẽ học tiếp ngữ pháp về chủ đề đó nha. Chủ đề 7 thì hết rồi đó, không còn ngữ pháp nào. Và cô đây là cô cho thêm đấy, cho thêm ngữ pháp đấy. Đáng lẽ trong chủ đề đó chỉ có e tả ca thôi, nhưng mà cô cho thêm có ngữ pháp là gì đây? Ưng nưng cộng với tê tả ca. À, rồi, tạm biệt lớp nha.